âm la thứ và ba pha thử. Được chưa? Mọi người hiểu chưa? Đấy, mọi người chọn một hợp âm hợp lý nhất đặt vô. Ok. Ví dụ như bây giờ mình sẽ đặt đầu tiên là hợp âm đô trừ, coi nó hợp lý không nhỉ? Biết là AM tức là la thứ thì chúng ta sẽ đặt theo nó là la thứ. Đó. Khi chúng ta cover một cái bài lại thì nó có quyền phá nha. Nhưng mà khi chúng ta đánh cho đánh sâu á thì người ta sẽ chê mình đánh dở. Người ta sẽ nói là người này đánh dở, đánh không đúng hợp âm, nghe nó chói. Nhưng bản thân các bạn cũng vậy thôi. Ví dụ như mình hát một bài đôi chân trần. Thế như này. Mình đánh một bài đôi chân trần, nhưng cái bài đấy là mình hát ở một cái tông gì gì đấy, nhưng mà một người đánh đàn thì sẽ đánh cho mình ở một cái tông khác, nên mình rất là khó hát, nó nặng là như vậy, nên rất là nguy hiểm đấy. Đi quên là son. Đây họ là son là rê rồi là đồ là son. Nhưng mà người đánh đàn sẽ đi như thế này. Ví dụ mình hát cái gốc của mình đi. Tôi muốn quên đi tháng với ngày đã. Nghe tiếng ngày là nó mây, nhưng mà nhiều người là tôi muốn quên đi tháng với ngày. Cũng được đấy, thấy chưa, là đâu được này. Tôi muốn quên đi. Còn một nốt mi là còn hợp âm gì nữa? Mi rồi mi son rồi đô cũng được rồi la đúng rồi. À, tôi muốn mình chơi một đặt la thứ nghe nó như thế nào nhá. Tôi muốn quên đi tháng với ngày. Nghe nó rất là kỳ, nghe nó rất là kỳ, cái gì đó nghe nó kỳ lắm, cho nên chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu, rất là bực bội cái bản thân mà người hát không được tôn trọng với cái bài hát của họ như vậy, và tác giả họ dùng miếu sản ra như vậy, không phải là tôi muốn quên đi tháng với ngày mà lại đánh như thế này thì làm sao mà hát. Ok, Nguyên Seven, phần đó em hiểu rồi ạ. À, thật sự là riêng em nắm cái cách đi rất anh rất chuẩn, nhưng mà em cảm bắt dạo cho người ta thì lại cạch. Đúng rồi, đúng rồi. Cái vấn đề là anh dạy lại anh Nguyên, hồi nãy em biết là Nguyên có theo dõi cái từ lúc đầu không? Thì là em tập cho anh như thế này này Nguyên. Em sẽ tập này. Ma đó, theo này. Mi ma mi ma hoặc các bạn. Ờ la la la. Ok, thì các bạn là như vậy. Mình hy vọng là mọi người có câu hỏi nữa để mình giải thích. Có bao giờ tối hôm nay giải quyết vấn đề cảm âm cho mọi người. Rồi mọi người tập theo cách như mình. Trở lại vấn đề, mọi người tập cho mình cái nốt nhạc mọi người la theo. Đó. Em đang đi làm show nhưng mà làm show về guitar. Ok, em những bài em biết, còn những cái ví dụ như cái bài organ báo tông thì nhưng mà em chỉ bò theo thôi, thế bò hợp âm đúng được hay em chạy theo vòng âm 1 4 5 hợp 1 5 thôi, chị luyện thêm hòa thanh cảm âm cho tốt. Chạy theo chưa chắc là đúng, anh em phải tập cái thời gian một cái bài ấy, thì người ta gọi là một cái ban nhạc
ăn ý á tèo, một ban nhạc ăn ý với nhau á thì chúng ta phải có sự hòa quyện với nhau, chứ không phải là người này làm được gì, người kia làm được kia. Chờ mình lấy cái guitar ra. Ta ở đây rồi. Ok. Ok. Bây giờ mình sẽ đóng vai là một người đánh guitar. Bỏ theo thằng này nhá. Đây là thằng organ, còn đây là thằng guitar. Ok. Mình đóng vai hai thằng. Bây giờ mình sẽ thu cái xì bên sau trước à, rồi mình sẽ hát mọi. Ok. Bây giờ mình sẽ record lại nhé. Spencer đây đúng rồi. Rồi thì con này, mục tiêu Spencer. Ok. Người nghe mình đánh sai nhá. Mình đánh sai này. Giờ đi theo 1 âm 1 4 5 nhá. La, re, mi, rồi đó. Son, tao lao liền. Ok. Vậy có nghĩa điều ở đây là chúng ta phải chơi ăn ý với nhau, là ban nhạc của chúng ta sẽ phải đồng đều với nhau. Các bạn cứ tưởng tượng như thế này này, nó giống như là một chiếc xe đang chạy ở từ xa, khoảng cách mình khoảng 200 mét, và mình đang chạy mà mình sẽ phải là tốc độ 200 km/h, tốc độ bàn thờ, là mình đuổi theo kịp nó
và mình không có đụng đến ai hết và thắng lại ở cái vị trí đó, là mình theo ổn vấn đề đó để khi mọi thứ nó ăn khớp vào nhau rồi thì chúng ta mới làm được đấy. Đó là vấn đề chúng ta ăn ý với nhau, hiểu theo âm bài đó. Và cái điều này bắt buộc chúng ta phải luyện hàng ngày. Ngày xưa mình cũng vậy thôi, đâu đánh được đâu, rồi tập riết để chúng ta quen. Ok, kết thúc chương trình livestream tối nay thì gửi đến các bạn một ca khúc bằng guitar. Chúc mừng Chapi tặng Tèo, Rum và bạn Nguyên và tất cả anh em ở đây. Chân guitar đấy, chân guitar nói chuyện rất là thương nhau. Một nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên lành, ai nghèo cũng có cây đàn guitar. Khi rung lên vài sợi dây đàn đá đong đầy, hồn người rất lây.